Xin chào tất cả các bạn. Sau bao ngày ngắm nghía và nghiên cứu cái mẫu này thì hôm nay mình đã làm được cái mẫu như thế này rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cách để chúng ta có thể làm cái mẫu này một cách dễ dàng và đơn giản nhất. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu cái mẫu hoa này nha các bạn nhé. Để thực hiện cái mẫu này nhá, thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm cái cốt, được chưa? Ở đây cái cốt này tôi sử dụng là cái cốt bằng gỗ. Ở mặt dưới này của mình nó là chỉ 20 x 20 cm, dạ, nó rất là phẳng này. Bên cạnh đó cái này tôi dùng nó bằng gỗ, nó là gỗ thật chứ không phải là gỗ loại gỗ thông, nên là nó sẽ nặng và như vậy thì nó sẽ làm được cái mẫu này dễ làm hơn và nó sẽ đứng chắc hơn, dạ. Còn với những cái gỗ thông thì nó khá là nhỏ, cái này là nhỏ là thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó nhẹ, vì vậy làm cái mẫu này nó sẽ khá khó hơn và nó sẽ khó đứng hơn bởi vì nó nhẹ quá, dạ. Ở đây thì bình thường tôi làm cái cốt này là cốt 99 bông. Và hôm nay thì có nhu cầu là nó sẽ cao, chính vì vậy thì mình sẽ sử dụng hai cái cốt chồng lại với nhau, dạ. Ở cái cốt này của mình nó có cái lỗ ở đây để giúp cho cái việc mà mình kết cái khớp xốp cho nó được chắc chắn lại, đúng không? Thì ở đây tôi sẽ dùng cái cốt này, tôi sẽ chồng lên đây, hai mặt bé để chồng với nhau đó. Còn đâu mặt to thì là mình sẽ để trên này để chúng ta chứa xốp, dưới đây chúng ta sẽ để chân cho nó chắc chắn nhé, được chưa? Trước khi mà chúng ta sâu vào, chúng ta sẽ phải sử dụng cái thép để chúng ta nối các cái này với nhau. Đây là hai cái lỗ này có thể là sẽ không khớp nhau. Thì vì vậy các bạn nên nối trước vào nhé. Các bạn nên sâu trước để giúp cho cái khi mà chúng ta bóc keo xong á, chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái nữa là cái thép này để giúp cho cái hai cái này nó kết nối với nhau được chắc chắn hơn. Chưa? Nha. Sau khi mà chuẩn bị xong bắt đầu chúng ta sẽ bôi keo vào đây. Thank you.
nay ở cái mẫu đó nó phải cắm cái kiểu vòng cao. Chính vì vậy thì tớ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta cắm cái vòng cao nhé các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hạt keo này, hạt keo sữa này. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một bông hoa, chúng ta sẽ để ở giữa, cắm ở giữa này nhé. Một bông cắm ở giữa nó sẽ cao lên như thế này. Keo sữa này thì nó sẽ không khô ngay mà nó sẽ phải đợi thời gian nó khô, chưa ạ? Sau đó nên là mình cũng nhắc các bạn là nếu như mà khách nào mà cần ngay nhé, các bạn không nên sử dụng cái, không nên sử dụng cái keo này, chưa ạ? Chúng ta nên sử dụng keo này nếu như khách cần ngay. Bông thứ hai này chúng ta sẽ cắm thấp hơn một chút. Bông lớp sau chúng ta sẽ cắm thấp hơn một chút nhé. Như vậy là chúng ta đã xong lớp bên ngoài. Tiếp tục chúng ta sẽ cắm ra ngoài, nhưng ở đến cái đoạn này nhá, thì chúng ta sẽ cắm hơi nghiêng một chút, chưa ạ? Các bạn sẽ cắm hơi nghiêng một chút. Khi chúng ta cắm xong thì chúng ta sẽ được cái lớp như này. Đó. Đến tiếp theo đến lớp ngoài cùng này thì chúng ta sẽ cắm như thế này, chúng ta sẽ cắm nghiêng hơn, chưa? Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái hoa này, chúng ta sẽ cắm nghiêng hơn như này, được chưa? Đó, nghiêng hơn hẳn như này. Hai là chúng ta sẽ dùng cái ghim như này, chúng ta sẽ ghim lại, chưa? Lại nhá, đây
ghim là 2, chúng ta sẽ ghim lại. Chưa? Đó. Sau khi mà chúng ta được chuẩn bị như thế này thì ở đây tôi sẽ sử dụng hết khoảng tầm 4 tờ nhá. 4 tờ, tôi chưa biết hết bao nhiêu thì đó là 4 tờ. Thì chúng ta sẽ được những cái như thế này. Chưa? Sau khi mà được thì chúng ta sẽ sử dụng keo nến này nhá. Các bạn dùng keo nến, chúng ta sẽ dán vào đây. Đây các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ dán ở phần dưới này nhá. Đây, tôi sẽ bỏ keo vào cái phần dưới này này. Các bạn sẽ dán. Đây nhá các bạn nhá, chúng ta sẽ bôi keo vào đây. Chưa? Bôi keo nến vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ dán vào cái phần này. Dán ở bên dưới này nghe các bạn nhá. Được chưa? Chúng ta dán sau đó thì chúng ta sẽ chờ một chút để cho keo nó khô thì chúng ta tiếp tục dán cái tiếp theo. Ở đây thì cái này nếu như để chắc chắn các bạn nên bóc keo ở bên trên này. Được chưa? Các bạn bóc keo ở trên này để nó dán hai chỗ nhá. Dán vừa dán ở sốt, vừa dán ở hoa nữa. Thì như vậy thì cái bó hoa của mình, cái giấy này nó sẽ vô cùng chắc chắn ở trên này, nó sẽ không bao giờ lo gì là bị bung đâu nhé các bạn. Được chưa? Đó. Các bạn sẽ dán ở bên dưới một cái và bên trên một cái. Đó. Xong rồi nhá. Ta dán xong cái đầu tiên, chúng ta sẽ dán cái thứ hai, dán bên cạnh đây nhá. Cái thứ hai các bạn sẽ dán vào đây, bên cạnh đây. Để keo nó được nhanh khô thì các bạn nên để keo nó không nên quá nóng. Khi mà keo nó quá nóng thì các bạn nên tắt xuống bật keo đi cho nó không bị quá nóng nhé. Chưa? Đó, sau đó thì chúng ta sẽ dán. Vừa dán dưới vừa dán trên thì như vậy là sẽ rất là chắc, không bao giờ lo gì nữa rồi. Chưa? Đấy. Tiếp tục các bạn dán cái tiếp theo. Quay ra cái lúc nó bị
làm cho đến khi hết cái vòng này thì chúng ta sẽ dừng lại, được chưa? Sau khi mà chúng ta xong như này, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta làm ở bên dưới này nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm ở phần dưới này, được chưa? Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải làm cái chân này, cho nó lấp cái chân này đi nhá. Thì chúng ta sẽ sử dụng một tờ giấy như thế này nhá, các bạn gấp. Chúng ta sẽ gấp tương tự như cái phần giấy màu trắng, nhưng ở đây nó là giấy màu đen, nên là chúng ta sẽ gấp to hơn. Chúng ta sẽ gấp nguyên tờ, không cắt làm tư nữa. Đó, các bạn nhìn này. Sau khi chúng ta làm được như thế này, chúng ta gấp chéo nhá. Sau đó chúng ta gấp lại, sau đó thì chúng ta sẽ cho vào đây. Các bạn cho vào đây để trùng cho kín cái chân này đi nhé. Đó, chúng ta sẽ trùng cho kín cái chân này đi. Yeah.
quay sau đó thì nhìn lên thì nó bị tắt mất. Đó, do đó thì là đây thì nó lại bị mất cái đoạn này rồi. Thì mình sẽ nói cho các bạn nghe nhá. Thì các bạn làm tương tự như các cái lần cấp trước, được chưa? Thì các bạn sẽ làm ba cái ở trong nhá, ba cái ở trong. Ba cái ở trong. Sau đó thì chúng ta sẽ làm ba cái ở ngoài. À, bản thân chúng ta làm như vậy là bởi vì là nếu như các bạn làm được lượt 6 tờ luôn thì bình thường đây này nó sẽ rất là to và sẽ làm cho bó hoa của mình nó không đẹp. À, do đó nên chúng ta sẽ làm ba cái ở trong đó và làm ba cái ở ngoài. Thì sau đó khi mà chúng ta làm xong giấy là cái này nó sẽ ốp xuống và nó sẽ ôm lại vào cái bó hoa của mình, thì bó hoa nó sẽ gọn gàng và nó đẹp hơn. Và cái thứ hai nữa là chúng ta làm hai lớp như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là sau khi mà ốp lại thì cái phần ở dưới này trông nó ít, trông nó rất là nhiều giấy, chưa? Đó. Thì sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái giấy, chúng ta sẽ làm ở đây là cái điều thứ hai nhé. Thì mình sẽ làm lại cho các bạn xem này. Không phải mê quay cho nó thì nhìn lên thì nó bị bắt mất. Đây, các bạn gấp đi này, gấp vào đây nha, chưa? Sau đó chúng ta gấp đi. Sau khi gấp xong thì chúng ta sẽ ốp vào đây. Chúng ta sẽ để cho cái này nó thấp hơn để bên dưới.
Yeah.